Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây lại là cái con LG Velvet 2 Pro và con Samsung S23 Ultra. Thì hôm nay em sẽ thử so sánh cái loa ngoài của hai con này xem như nào các bác nhé. Thì như các bác biết rồi, cái con Velvet 2 Pro này nó sẽ không còn cái DCR nữa đâu. Cho nên là các bác nghe nhạc bằng tai nghe trên con này là nó sẽ không hay bằng cái những đời trước đâu, như con V60 chẳng hạn. Và các bác muốn nghe bằng con này thì một là các bác phải cắm vào cái cổng C này, hai là các bác nghe bằng Bluetooth các bác nhé. Nó cũng như con S23 Ultra này thôi. Thì như em nghe nghe con Velvet 2 này và so sánh với con Sam à quên con V60 ấy, thì là em thấy cái độ lớn độ to ấy, thì là nó cũng không không thua kém gì con V60 đâu. Tuy nhiên ấy, về cái độ ấm ấy thì là em thấy là con V60 nó vẫn ấm hơn con này một chút. Đấy, thì em sẽ cho các bác nghe thực tế xem nó như thế nào các bác nhé. Đây thì em vừa vừa mới tải về nó đây. Tải về để đâu nhá? Ở đây. Đây. Thì em sẽ cho cái mức âm lượng đó nó là to nhất được các bác nhé, hai con đều to nhất rồi. Đây nghe một con này nhé, rồi ok các bác. Thì em sẽ chuyển sang cái con Samsung S23 Ultra nhé. Rồi các bác, thì như các bác vừa nghe đấy thì có thể các bác cũng có thể nhận ra, nhưng mà thực tế ở cái em nghe ở ngoài thực tế như này này thì đúng là cái con Samsung S23 Ultra nó cho cái chất âm nó thứ nhất là về độ lớn nó cũng lớn hơn này, và thứ hai là về độ ấm nó cũng ấm hơn này, và về cái phải nói là gì nhỉ, về chi tiết thì em không nói, nhưng tại vì cái chi tiết thì có anh em nghe được có anh em không nghe được, nhưng mà về cái tiếng bass ấy, tiếng bass thì cái con S23 Ultra nó vẫn đánh nó lực hơn các bạn, nó lực và nó chắc hơn. Đấy thì
kiểu như vậy. Nói chung là đấy là cái cảm nhận riêng của em thôi, còn mỗi người có một cảm nhận riêng, thì đây cũng chỉ là cái clip để so sánh cho vui thôi. Rồi, ok, chào các bác nhé.